Em xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thế Anh Mua Bán Ô Tô của em. Hôm nay thì bên Thế Anh Ô Tô lại vừa về thêm một mẫu xe tránh dịch. Xe thuộc phân khúc hạng A. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đó là chiếc Kia Morning. Và xe được sản xuất năm 2009 và đăng ký vào Việt Nam là 2010. Động cơ máy là 1.0 phiên bản số tự động. Và chiếc xe này là bản Sport đã lên máy Eco mọi người nhé. Tổng thành xe màu xanh lõn chuối này, nhìn rất là đẹp mọi người này. Trang bị theo xe là 4 quả la răng núc. Phanh ABS 4 bánh chống trơn trượt bó cứng. Màn hình camera lùi đây. Cảm biến lùi. Sơn xi còn rất đẹp mọi người nhé. Còn bóng loáng luôn nhé. Lốp đây của em nó đây. Khe rãnh này. Còn rất là sâu luôn. Các tay lắm viền kính đều được mạ chrome rồi. Về chắn mưa đầy đủ. Sinh nhan được tích hợp trên gương. Các đèn pha đèn hậu còn rất là sáng. Mà chiếc này là bên Thế Anh Ô Tô đang chào bán với giá Covid là chỉ với 215 triệu thôi nhá. Chỉ với 215 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Một chiếc xe là form dáng rất là đẹp luôn. Bản Sport này thì đi cực kỳ là khỏe luôn. Máy Eco thì lại vận hành thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng xe này một trong những dòng nhỏ gọn đi lại các đường phố ngõ ngách rất là tiện lợi. Mà dòng nhập khẩu này thì rất là bền bỉ mọi người nhé. Nội thất đây. Ghế da màu kem và màu đen đây nhìn rất là đẹp mọi người này. Còn rất là bóng bẩy nhá. Còn tương đối là mới luôn. Tem mác đây. Khóa cửa đây. Chỉ với 215 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Túi khí an toàn đây, vô lăng này nhìn rất là đẹp mọi người này. Tablo đây. Tablo tắp ly còn rất là sạch sẽ nhá. Xe trang bị màn hình này, điều hòa auto này, củ số đây mọi người này. Phanh tay đây. Đấy. Vô lăng này, rất ít mòn luôn. Chiếc xe này là em cam kết là xe tư nhân sử dụng nhé, không có taxi khoan đục gì cả nên là mọi người cứ yên tâm. Gương kính chỉnh điện này. Táp ly của xe này rất là đẹp luôn mọi người này. Đó. Nhựa đây còn như mới luôn. Chỉ với 215 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi nhé. Đây hàng ghế thứ hai đây. Còn rất là đẹp luôn. Ghế da đây, trần nỉ còn nguyên bản theo xe này mọi người này. Trần nỉ rất là sạch sẽ luôn. Chỉ với 215 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi nhé. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe tiếp đó là thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có mua bán vận chuyển toàn quốc nhé. Nếu mà mọi người ở xa mà thiện chí xe này thì vui lòng liên hệ em. Cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là cô bác anh chị lấy xe đi rồi nhé. Chiếc xe này em cam kết là cột kèo keo chỉ nhé. Tất cả là còn nguyên zin hết. Xe không có đâm đụng ngập nước gì cả. Nên là mọi người yên tâm. Bên em mình bán xe ra luôn có cam kết về chất lượng trên giấy tờ cho mọi người. Trước khi mua xe này bọn em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Bên em mình cam kết là không bán xe lỗi. Nên là mọi người yên tâm khi đến với bên em. Táp lô táp ly còn rất là đẹp mọi người nhé. Còn như xe mới luôn. Chiếc xe này là bác chủ đi rất là giữ gìn xe. Duy nhất là cánh táp ly là bên phụ có vết xước ở bên đằng sau, cánh đằng sau đây. Còn đâu là gần như là nội thất còn rất là long lanh luôn. Chỉ với 215 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Một dòng nhập khẩu rất là bền bỉ. Xăng ăn thì rất là tiết kiệm mọi người nhé.
Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua phần máy của xe, đây ô đồ của xe đây mọi người nhé. Đề rất là nhạy luôn. Đây máy nổ rất là êm mọi người nhé, không có hiện tượng rung giật gì cả này. Xe này em cam kết là không đâm đụng ngập nước gì cả nhé. Máy móc còn cực kỳ chất luôn. Đấy, chưa có hiện tượng han gì luôn. Mặt máy còn rất là sáng nhé. Đấy, còn rất là sáng mọi người này. Chưa có hiện tượng han gì dầu mỡ gì cả. Đấy, một chiếc xe là máy móc còn rất là chất lượng luôn. Nếu mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Em xin cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng với kênh của em.